Xin chào mọi người đã đến với chuyên mục của cây thuốc chữa bệnh quanh ta. Để liên tục được cập nhật tin tức về cây thuốc nam mới, quý vị hãy đăng ký kênh. Hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu đến mọi người một cây thuốc có tác dụng chữa đau gai cột sống, chữa đau vùng thượng vị, chữa vàng da. Cây thuốc muốn nói đến hôm nay đó là cây thông mộc. Cây thông mộc còn có tên khác gọi là cây cuồng ít gai. Cây nhỡ cao 4 đến 5 mét, không phân cành, thân có ít gai, lá lớn, kép lông chim 2 đến 3 lần, lá chét mọc đối, huyến hình trứng, nguyên hay có ít răng ở đầu, có lông hung đỏ ở mặt dưới, chóp nhọn, gốc tròn, hoa mọc thành tán tập hợp thành chùy lớn ở ngọn, thường rủ xuống, có một ít gai, hoa nhỏ, đài có 5 răng nhọn, tràng 5, mỏng như màng, nhị năm, bầu hạ có 5 ô, quả đen hay nâu, tròn, ra hoa vào mùa thu đông. Bộ phận dùng: vỏ rễ hay vỏ cây. Công dụng: vỏ rễ, vỏ cây có tác dụng lợi tiểu, tiêu viêm, giảm đau, hoạt huyết, thường dùng chữa thấp khớp, tạng khớp, đau lưng, chữa viêm gan, vàng da, cổ trướng, đau thượng vị, viêm thận, phù thủng, tiểu đường, bệnh đới, viêm hạch bạch huyết, dùng ngoài trị đòn ngã tổn thương, viêm mủ da. Cách dùng và liều lượng: ngày dùng 10 đến 30 gram dạng thuốc sắc. Giã rễ cây tươi đắp dùng riêng hay phối hợp các vị thuốc khác. Về bài thuốc ứng dụng cụ thể như sau. Bài thứ nhất, dùng chữa đau gai cột sống. Vỏ rễ thông mộc tươi 30-60g, móng giò lợn 1 chiếc hầm với nước, uống canh, ăn thịt, kết hợp sắc rễ thông mộc lấy nước xoa ngoài chỗ đau. Bài thuốc ứng dụng thứ hai, dùng chữa đau vùng thượng vị, đau dạ dày. Thông mộc 10-15g, rễ nam ngũ vị tử 10g, ô dược 10g, quả quất khô 10g, cam thảo 3g, sắc nước uống mỗi ngày một thang chia làm 2 lần. Bài thuốc thứ 3, chữa vàng da, cổ trướng. Rễ thông mộc 120g, thịt lợn nạc 120g, nấu chín với nước, uống canh ăn thịt. Lưu ý, người có thai phải cẩn thận khi dùng thông mộc. Trên đây tôi vừa giới thiệu với quý vị xong tác dụng của cây thông mộc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở chuyên mục cây thuốc sau.